9 ngày tuổi vượt ngàn cây số trên xe máy cùng cha mẹ về quê tránh dịch. Vui lòng đăng ký kênh để xem. Xin cảm ơn. Em bé mới 9 ngày tuổi, được cuốn trong chiếc áo da. Mẹ em sinh mổ xong còn chưa cắt chỉ. 5 giờ sáng nay 31 tháng 7, hai vợ chồng anh Sồng Bá Sò Nghệ An cùng đứa con 9 ngày tuổi đã được xe cứu thương trở về quê nhà Nghệ An sau hành trình chạy xe máy từ tỉnh Bình Dương ra đến Đà Nẵng. Anh Trần Vương, một thành viên câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng cho biết, hai vợ chồng anh Sò cùng đoàn người từ phía Nam về tới Đà Nẵng vào khoảng 3 giờ sáng nay, 31 tháng 7. Nhưng do số lượng người quá đông nên không thể nào tìm ra, anh phải nhờ cảnh sát giao thông gọi bằng loa. Em bé được quấn trong chiếc áo da, nằm ngủ ngon lành. Nhìn bé rất tội nghiệp vì mới có 9 ngày tuổi đã phải rầm rãi cả ngàn cây số ngoài đường. Ba mẹ em thì mắt đỏ ngầu vì chạy xe máy. Mẹ em sinh mổ xong còn chưa cắt chỉ, anh xót xa. Anh Vương nói thêm, hai vợ chồng anh Sò xuất phát từ Bình Dương, qua từng tỉnh đều có xe cảnh sát giao thông dẫn đường và nghỉ chân cùng với mọi người. Em bé ngoài bú sữa mẹ thì có thêm sữa bột. Tôi đã mua thêm cho bé bộ bình giữ nhiệt để bé được uống sữa ấm nóng trên hành trình còn lại, anh kể. Ngay sau khi gặp gia đình này, anh Vương đã liên hệ thuê xe cứu thương để đưa cả ba người về quê, xe máy gửi lại Đà Nẵng. Anh và một số tấm lòng còn hỗ trợ thêm cho hai vợ chồng một khoản tiền nhỏ. Ngoài vợ chồng anh Sò, trên xe còn có hai vợ chồng cùng quê Nghệ An có hai con nhỏ, một bé 7 tháng tuổi và một bé 1 tuổi rưỡi. Đây cũng là một gia đình đi trong đoàn. Anh Vương nói quá thương hai cháu nhỏ nên mọi người hỗ trợ để các cháu đi theo xe cấp cứu về quê. Vợ chồng anh Sò quê ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An. Hai vợ chồng vào Bình Dương làm công nhân, vì dịch bệnh nhiều tháng nay thất nghiệp nên không thể trụ lại. Em bé đầu lòng của anh chị là bé trai, nặng 2,6 kg. Anh Vương chia sẻ thêm, trong những ngày qua, khi tham gia hỗ trợ đoàn người từ phía Nam về quê tránh dịch, anh gặp rất nhiều em bé di chuyển xe máy cùng bố mẹ cả ngàn km. Nhìn mắt của mọi người đỏ hoe, người rệu rã, đặt lưng đâu cũng là giường mà sắp lắm, anh nói. Hàng nghìn người đã chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê Nghệ An để trốn dịch COVID-19. Trong dòng người tấp nập ấy, hình ảnh những em bé nhỏ xíu được bao bọc bằng nhiều lớp khăn cùng bố mẹ vượt hàng nghìn cây số để về quê gây xúc động mạnh. Những ngày qua, từng tốp người đi xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh phía sau, nối đuôi nhau vượt qua cầu bến thủy nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để trở về quê nhà sau hành trình gần 1.500 km kéo dài gần 3 ngày đêm. Phần lớn những người này là lao động phổ thông ở các tỉnh miền Nam thất nghiệp nhiều tháng qua, kéo nhau về quê tránh dịch. Khi tới chốt kiểm soát ở cầu bến thủy 1, tất cả đều phải dừng lại đo thân nhiệt, khai báo y tế. Họ được cán bộ tại đây cho tiếp tục hành trình và không quên căn dặn về trạm y tế xã ở quê khai báo, cách ly theo quy định. Trung bình mỗi ngày có hàng ngàn người chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Những người này phần lớn là lao động từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, một cán bộ tại chốt kiểm soát cầu bến thủy 1 cho biết. Đôi mắt tỏ rõ sự mệt mỏi sau hành trình 3 ngày 2 đêm vượt nghìn cây số, anh Lầu Bá Ha sinh năm 1989, chú xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An được nhân viên y tế hướng dẫn khai báo. Để về đến nhà, từ điểm kiểm soát này, vợ chồng anh Ha còn phải vượt tiếp quãng đường gần 300 km nữa. Về đến đây là mừng lắm rồi. Anh Ha nói rồi giúp vợ soạn sửa lại chiếc chăn dùng để buộc cậu con trai mới 7 tháng tuổi lên người vợ. Anh Ha cho biết, đoàn của mình có gần 50 xe, xuất phát từ Đồng Nai từ ngày 26 tháng 7. Tuy nhiên, khi đi được nửa chặng đường thì nhóm của anh chỉ còn lại 7 xe. Bọn em do có con nhỏ nên không chạy nhanh, lại phải thường xuyên nghỉ để tránh nắng nên đi chậm hơn, Ha chia sẻ. Đoàn 7 xe máy của anh Ha gồm 7 gia đình. Trong đó, có những cặp vợ chồng phải đèo theo hai con nhỏ, có cháu thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi. Trước khi quyết định chạy xe máy về quê, nhóm người này đều đi test nhanh COVID-19 để làm giấy thông hành. May mắn là tất cả đều âm tính, anh vui mừng. Hành trang của họ là bánh mì, nước uống, can xăng, dụng cụ sửa xe cùng tư trang, được chất lên chiếc xe máy. Bọn em thay nhau chạy liên tục, không ngủ, chỉ dừng nghỉ bên đường để ăn uống và vệ sinh, anh kể. Đến nay, đã có hơn 10.000 người đang ở các tỉnh phía Nam đăng ký được trở về Nghệ An thông qua website giangkiveque.ngheangop.vn. Trong đó, gần một nửa là người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, đầu tháng 8 năm 2021, Nghệ An sẽ bắt đầu đón công dân về quê đợt 1 với số lượng khoảng 1.000 người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Em bé 9 ngày tuổi vượt ngàn cây số trên xe máy cùng cha mẹ về quê tránh dịch. Vui lòng đăng ký kênh để xem. Xin cảm ơn. Em bé mới 9 ngày tuổi, được cuốn trong chiếc áo da. Mẹ em sinh mổ xong còn chưa cắt chỉ. 5 giờ sáng nay 31 tháng 7, hai vợ chồng anh Sồng Bá Sò Nghệ An cùng đứa con 9 ngày tuổi đã được xe cứu thương trở về quê nhà Nghệ An sau hành trình chạy xe máy từ tỉnh Bình Dương ra đến Đà Nẵng. Anh Trần Vương, một thành viên câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng cho biết, hai vợ chồng anh Sò cùng đoàn người từ phía Nam về tới Đà Nẵng vào khoảng 3 giờ sáng nay, 31 tháng 7. Nhưng do số lượng người quá đông nên không thể nào tìm ra, anh phải nhờ cảnh sát giao thông gọi bằng loa. Em bé được quấn trong chiếc áo da, nằm ngủ ngon lành. Nhìn bé rất tội nghiệp vì mới có 9 ngày tuổi đã phải rầm rãi cả ngàn cây số ngoài đường. Ba mẹ em thì mắt đỏ ngầu vì chạy xe máy. Mẹ em sinh mổ xong còn chưa cắt chỉ, anh xót xa. Anh Vương nói thêm, hai vợ chồng anh Sò xuất phát từ Bình Dương, qua từng tỉnh đều có xe cảnh sát giao thông dẫn đường và nghỉ chân cùng với mọi người. Em bé ngoài bú sữa mẹ thì có thêm sữa bột. Tôi đã mua thêm cho bé bộ bình giữ nhiệt để bé được uống sữa ấm. Em bé